yên tĩnh. Cũng có thể chỉ là một quán cà phê nhỏ ở vỉa hè, khách ngồi trên chiếc ghế nhựa, còn ly cà phê đó cũng chỉ được bày đơn giản trên một chiếc ghế nhựa khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về loại tinh chất cà phê. Chỉ cần một vài giọt là có thể pha được thành những tách cà phê có hương vị khác nhau. Thông tin này đã làm nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thói quen uống cà phê, lo lắng. Trong khi đó, trên thị trường, không khó để mua được loại tinh chất cà phê này. Em pha thì pha được gì? Pha theo ký là uống cà phê, uống cà phê nhỏ. Các bạn muốn cái nhất thế nào? Trung nguyên nhé. Vấn đề cà phê sặc ở cái Việt Nam mình thì do cái yếu tố lợi nhuận để làm gia tăng cái tính cảm quan của cái hương vị ly cà phê lên, thì cái người mà sản xuất á, người ta cho rất là nhiều cái phụ gia vào, ví dụ như là người ta cho tạo hương vị thơm ngon của ly cà phê, hoặc là tạo cái độ sánh, tạo bọt vân vân, làm cho cái ly cà phê người Việt, cái ly cà phê ở Việt Nam mình á, thì nó có màu đen hơn, nó sánh hơn và nó có bọt. Nhưng mà thực chất một cái ly cà phê đúng nghĩa thì nó có màu cánh gián, nó loãng và nó không có bọt. Không chỉ đến bây giờ, thông tin về cà phê có hóa chất hoặc trộn cùng phụ gia cũng đã được nhắc đến, mà trước đó đã có không ít vụ việc đã được các cơ quan chức năng phát hiện. Đầu năm 2015, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện cơ sở sản xuất cà phê chui không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thành phố Buôn Ma Thuột. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây không đảm bảo. Tất cả hoạt động, từ khâu rang xay và đóng gói, đều được làm dưới nền nhà cáu bẩn. Đặc biệt, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất cà phê bột. Cảnh sát đã thu giữ 11 bao đậu nành, 33 bao hạt bắp, 4 bao khác đã rang tẩm hóa chất. Ngoài ra, đoàn công tác còn thu những gói hóa chất và đường sodium, cyclamet, đường caramel, bơ cùng một số phẩm màu không rõ nguồn gốc và xuất xứ. Cơ sở bán đã như vậy, nhưng cũng vì thói quen và nhận thức lệch lạc về cà phê của người Việt. Cà phê là phải đen, phải sánh, phải thật đắng, có nhiều bọt, nên cơ sở sản xuất cà phê phải chiều lòng khách hàng bằng cách trộn và tẩm rất nhiều hóa chất, phụ gia nguy hại trong quá trình rang. Việc uống cà phê có thêm chất phụ gia thường nhất thời không gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm vì liều người ta pha thường không đến mức này. Tuy nhiên, uống quá liều có thể gây dị ứng, ngứa ngáy. Nhưng điều quan trọng nhất là nó sẽ tích lũy dần dần trong cơ thể. Nhiều kim loại nặng như chì, cadmium, thủy ngân, tạp chất, các chất dung môi mà không thải ra ngoài được. Và nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và sử dụng lâu dài sẽ rất có hại cho cơ thể. Nếu đứng vào cà phê hiện nay thì nó có một cái tình trạng hiện nay này, là người ta lạm dụng những cái chất phụ gia
mục đích của người ta lạm dụng chất phụ gia không phải để làm tăng chất vị, chất lượng cho cà phê, mà chủ yếu là đưa những cái chất không phải cà phê vào cà phê để làm giảm giá thành và tăng lợi nhuận. Thế thì ngoài ra người ta còn chất tạo đặc pha một cái cốc cà phê. Vì tôi cho thất nhiều cà phê thì chúng ta sẽ có được một cốc cà phê đặc. Nhưng tôi cho ít cà phê mà nó vẫn đặc thì lại là vấn đề hay, là càng hay. Thế tôi cho một tí cà phê thôi mà được một cốc cà phê. Và thông thường người Việt Nam thì có thói quen uống là cà phê đặc sánh lạnh. Vì thế đánh vào cái tâm lý đấy, người ta cho một cái chất tạo đặc vào. Thế cho đặc ấy, trong cái trường hợp này, người ta có dùng CMC. CMC tức là bản thân nó có cái tên hóa học dài của nó là carboximethylcellulose, dùng trong cái kem của cái dầu gội đầu ấy, dùng trong nước rửa bát, chất tẩy rửa, rồi là dùng trong mì ăn liền để cho tạo ra cái độ dai cho cái sợi ăn liền, người ta dùng cho mì ăn liền, dùng cho một số sản phẩm khác và dùng trong cả nước uống, nếu mà tạo ra một cái nước uống đặc, tạo ra cái nước uống đặc như vậy. Vậy thì người ta có thể cho vào trong cà phê thì ở một cái trường một quyết định nó chỉ cần 0,2% là nó tạo ra độ đặc rồi. Với những tác hại trên của cà phê hóa chất với sức khỏe, người tiêu dùng cần có những kiến thức riêng để phân biệt cà phê nguyên chất với cà phê hóa chất. Có một cách đơn giản thử được mà không khó khăn gì. Cái thứ nhất là thế này. Các bác, các cô, các chú mang cà phê về, lấy một cái ít cà phê bột người ta đã xay rồi và cho vào trong cốc nước lạnh, khuấy một nhát xong đổ qua miếng vải. Nếu nước cà phê đặc, nước cà phê xanh và nước cà phê vẫn đen thì đó chính là họ đã dùng cái chất đó. Vì sao lại hiện tượng như vậy? Vì rằng là cà phê mà rang xong rồi, xay xong rồi, nó chỉ pha trong tan cho nó nóng thôi. Nếu ta nước lạnh nó rất khó tan. Nếu ta rang một cốc cà phê bình thường xong ta đem ta bình thường xong ta pha bằng nước lạnh, nó chỉ nhờ hơi màu đen thôi, chứ nó không đen. Nhưng mà nó không tan nó được cái gì. Nhưng chỉ vì thế người ta phải cho nó nước nóng, để chiết trong nước nóng nó mới tan nó được. Nhưng còn nếu caramel thì tan trong nước lạnh. Tan trong nước lạnh càng tốt thì tan trong nước lạnh một cách dễ dàng. Và cái CMC cũng tan trong nước lạnh một cách dễ dàng. Vậy thì do là chúng ta đã ta thử nghiệm một cái đơn giản, tức là cho vào trong nước lạnh, khuấy một lúc, lọc đi, nó ra ngay một cốc đặc ngay lập tức. Trước hết, về màu sắc, cà phê nguyên chất có màu nâu cánh gián, tức màu hổ phách. Cà phê nguyên liệu hóa chất thì có màu đen đậm. Về độ sánh, cà phê nguyên chất lấy thìa khuấy nhẹ thấy cà phê lỏng không có độ sánh. Cà phê nguyên liệu hóa chất thì nước cà phê sệt. Về vị đắng, cà phê nguyên chất có vị đắng thanh và vị không gắt. Cà phê nguyên liệu hóa chất có vị đắng gắt do nguyên liệu rang cháy, ướp hương liệu hoặc tẩm nhựa cau. Về mùi thơm, cà phê nguyên chất có mùi thơm nhẹ, rất dịu. Cà phê nguyên liệu hóa chất có mùi thơm sực lên mũi vì hóa chất tạo mùi. Bên cạnh việc phân biệt bằng cảm quan, có thể sử dụng cà phê rang xay sẵn để pha chế tại nhà. Và với những bí quyết riêng, những tách cà phê pha tại nhà cũng có độ ngon không kém với cà phê ngoài hàng.
Cách pha cà phê phin thì chúng ta điều đầu tiên là chúng ta phải có những cái dụng cụ tiêu chuẩn đấy, phin pha cà phê này, rồi hạt cà phê nguyên chất. Đấy, thứ tiếp theo nữa là nước nóng đủ nhiệt độ từ 90 cho đến 95 độ C. Đầu tiên là chúng ta sẽ tráng qua cái phin pha cà phê. Đầu tiên là chúng ta sẽ tráng qua phin pha cà phê. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho đong cà phê vào phin. Tiêu chuẩn của một cái phin pha cà phê là 23 cho đến 25 gram. Tiếp theo là chúng ta sẽ ủ nước lần thứ nhất là cho 25ml, ủ từ 1 cho đến 3 phút. Lần thứ hai là sẽ cho 65ml, sau đó là chúng ta sẽ thu được thành phẩm là từ 45 đến 50ml trong tách cà phê.